Tổng thống Zelensky quyết tâm giữ thành phố chiến lược Bakhmut. Ngày 14 tháng 3, Reuters dẫn tuyên bố của một văn phòng tổng thống Ukraine cho biết quân đội sẽ không rút khỏi thành phố chiến lược Bakhmut. Cũng theo tuyên bố trên, tổng thống Volodymyr Zelensky quyết định tiếp tục giữ lực lượng phòng thủ và không có kế hoạch rút lui khỏi thành phố chiến lược Bakhmut thuộc vùng Donetsk. Bakhmut hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất ở miền đông Ukraine. Lực lượng Nga không ngừng tấn công vào thành phố này nhằm bao vây các đơn vị Ukraine bên trong. Theo tuyên bố của văn phòng tổng thống Ukraine, ông Zelensky đã có cuộc họp với các chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine để nghe báo cáo về tình hình chiến sự ở Bakhmut. Sau khi xem xét chiến dịch phòng thủ theo hướng Bakhmut, tất cả các thành viên của Bộ Tổng tham mưu, các lực lượng vũ trang Ukraine bày tỏ quan điểm chung về việc tiếp tục duy trì phòng thủ Bakhmut. Tuyên bố của văn phòng tổng thống Zelensky cho biết, các quan chức Kiev cũng thảo luận về việc cung cấp vũ khí và đạn dược cho tiền tuyến ở miền đông Ukraine, cũng như phân phối số hàng viện trợ của phương Tây. Về phía Nga, theo người đứng đầu công ty quân sự tư nhân Nga Wagner, Yevgeny Prigozhin, các lực lượng Nga đã kiểm soát thêm một số ngôi làng ở ngoại ô Bakhmut và gần như bao vây thành phố này. Vào tuần trước, ông Prigozhin cũng thông báo lực lượng Nga kiểm soát một nửa phía đông của Bakhmut. Mặc dù không có con số thương vong chính thức nào được công bố, Ukraine được cho là đã chịu tổn thất đáng kể trong việc phòng thủ Bakhmut. Theo báo cáo từ Washington Post và các phương tiện truyền thông khác, Mỹ đã nhiều lần đề nghị Kiev không cố sự Bakhmut bằng mọi giá để giữ lực lượng cho đợt phản công mùa xuân. Tuy nhiên, ông Zelensky vẫn giữ quan điểm bảo vệ thành phố này. Trong một cuộc phỏng vấn với CNN tuần trước, ông Zelensky giải thích rằng trận chiến phòng thủ thành phố là mục tiêu chiến thuật đối với Ukraine. Nếu Nga giành quyền kiểm soát pháo đài này, thì con đường giúp Moscow tiến đến các vùng khác ở Donbass ngày càng lớn. Tổng thống Zelensky cũng cho rằng nếu Nga giành chiến thắng ở Bakhmut, Moscow sẽ có thêm động lực để kêu gọi sự ủng hộ của người dân nước này đối với chiến dịch quân sự đặc biệt. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin lại cho rằng tầm quan trọng của Bakhmut mang tính biểu tượng hơn là chiến lược. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu không nghĩ vậy và nhận định việc kiểm soát Bakhmut sẽ tạo điều kiện cho các hành động tấn công tiếp theo của Moscow ở Donbass. Nga pháo kích dồn dập, hàng trăm binh lính Ukraine có thể kẹt dưới hầm Bakhmut. Hàng trăm binh sĩ Ukraine có thể đang bị mắc kẹt trong các đường hầm ở khu công nghiệp Bakhmut, nơi đang bị lực lượng Nga bao vây. Các báo Rossiya, Gazeta và Pravda đưa tin, lực lượng Ukraine đang ở dưới hầm của tòa nhà Vostomak trong khu vực nhà máy luyện kim Azovstal ở phía bắc Bakhmut. Rossiya, Gazeta dẫn tin từ kênh Telegram của Military Chronicle cho biết, ít nhất 300 binh sĩ Ukraine đang ở trong mạng lưới đường hầm bên dưới nhà máy này. RG xác nhận tổng số lực lượng Ukraine gồm các đơn vị từ lực lượng vũ trang, lực lượng vệ binh quốc gia và các lữ đoàn bảo vệ lãnh thổ ở khu vực này khoảng 500 người. Theo nguồn tin trên, quân đội Ukraine kiểm soát các vị trí tại nhà máy luyện kim Makivka gần đó, nơi cũng có các mạng lưới ngầm. Nguồn tin quân sự Nga Alexander Simonov thông báo trên Telegram rằng lực lượng Wagner, một tổ chức quân sự tư nhân của Nga, đã tấn công một số đường hầm của Azovstal. Một tài khoản theo dõi tình báo nguồn mở cũng tiết lộ lực lượng Wagner được cho là đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào tổ hợp đường hầm bên dưới Azovstal. Các đường hầm bên dưới nhà máy sâu ít nhất 320m với nhiều đường hầm tương tự nhà máy Azovstal ở Mariupol. Năm ngoái, Nga từng bao vây nhà máy luyện kim Azovstal trong một tháng trước khi các quân nhân Ukraine ra hàng. Binh sĩ Ukraine đã ẩn náu trong các đường hầm kiên cố được xây dựng bên dưới Azovstal trong một thời gian dài. Nhà máy Azovstal, một trong những nhà máy kim loại màu lớn nhất của Liên Xô cũ, cũng được xây dựng lại kiên cố để chống lại các cuộc tấn công từ bên ngoài như Azovstal. Nhà máy Azovstal được cho là có thể tồn tại ngay cả trong một cuộc xung đột hạt nhân với một hệ thống thông tin liên lạc ngầm, có nguồn nước và máy phát điện riêng. Theo giới quan sát, việc chiến đấu dưới khu vực này rất thách thức vì nó nằm sâu dưới lòng đất 350m, khiến việc sử dụng tổ hợp pháo và súng pháo lựu bên trong trở nên khá rủi ro vì có thể làm sập công trình dưới lòng đất. Mặc dù việc giành được quyền kiểm soát hoàn toàn khu vực ngầm này rất khó, nhưng Nga không thể bỏ qua mục tiêu này. Nhà máy Azovstal có hệ thống mạng lưới liên kết với các khu vực khác của Bakhmut. Nếu Ukraine còn kiểm soát nhà máy, họ sẽ có khả năng phản công bất ngờ vào vị trí mà Nga đang nắm giữ. Tình báo phương Tây cho hay các binh sĩ Ukraine đang củng cố vị trí phòng thủ tại nhà máy Azovstal trong nỗ lực kéo lực lượng Wagner vào đây để kéo dài cuộc chiến làm tiêu hao nguồn lực và vũ khí đối thủ. Bakhmut hiện là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất tại Ukraine. Cả Nga và Ukraine đều tổn thất nghiêm trọng vì huy động nguồn lực để giằng co nhau từng mét đất ở trào lửa này. Mặc dù Nga đã bắt đầu khép vòng vây Bakhmut từ các hướng và Wagner tuyên bố kiểm soát phần phía đông của thành phố, Ukraine vẫn khẳng định chưa có ý định rút lui, nhấn mạnh họ muốn sử dụng trận Bakhmut để làm tiêu hao lực lượng tinh nhuệ nhất của đối thủ. Ông Putin nói nền kinh tế Nga mạnh mẽ và độc lập hơn trước các lệnh trừng phạt. Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế của Nga sẽ càng trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong một bài phát biểu trước các công nhân tại một nhà máy hàng không ở Buratia, cách thủ đô Moscow khoảng 4.400 km về phía đông,
Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng đâu đó đã từng có sự lo lắng về việc nền kinh tế Nga sẽ bị đánh bại khi phương Tây áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt chưa từng có vào năm 2022. Nhưng nền kinh tế Nga và hệ thống quản trị cho thấy sức mạnh và tính độc lập lớn lao. Chúng ta đã nhiều lần phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế. Rốt cuộc, kẻ thù của chúng ta đã tính toán điều gì? Rằng chúng ta sẽ sụp đổ sau 2 hay 3 tuần, hay trong một tháng. Đó là những gì họ đang tính toán đến. Họ cho rằng các doanh nghiệp, các đối tác sẽ đến với chúng ta rồi dừng lại. Từ chối hợp tác của chúng ta, hệ thống tài chính sẽ sụp đổ và hàng nghìn, hàng vạn người sẽ mất việc làm, sẽ xuống đường biểu tình, rồi chúng ta sẽ sụp đổ từ bên trong. Đó là những gì họ tính toán đến. Nhưng những điều này đã không xảy ra. Thực tế đối với tất cả chúng ta, nền tảng cơ bản cho sự ổn định của Nga cũng chắc hơn rất nhiều so với bất kỳ sự tưởng tượng nào của họ. Tổng thống Putin nhấn mạnh. Trước đó, ngày 21 tháng 2, trong thông điệp liên bang lần thứ 18 đọc trước Hai viện Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định nền kinh tế quốc gia vẫn được vững trước các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga đều rõ, các nước phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt gây tổn hại cho người dân nước này, nhưng không đạt được mục đích đánh bại Nga trên mặt trận kinh tế. Ông Putin nói nền kinh tế Nga mạnh mẽ và độc lập hơn trước các lệnh trừng phạt. Ngày 14 tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định nền kinh tế của Nga sẽ càng trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn trước các lệnh trừng phạt của phương Tây. Trong một bài phát biểu trước các công nhân tại một nhà máy hàng không ở Buryatian, cách thủ đô Moscow khoảng 4.400 km về phía đông, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng đâu đó đã từng có sự lo lắng về việc nền kinh tế Nga sẽ bị đánh bại khi phương Tây áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt chưa từng có vào năm 2022. Nhưng nền kinh tế Nga và hệ thống quản trị cho thấy sức mạnh và tính độc lập lớn lao. Chúng ta đã nhiều lần phải đối mặt với các lệnh trừng phạt kinh tế. Rốt cuộc, kẻ thù của chúng ta đã tính toán điều gì? Rằng chúng ta sẽ sụp đổ sau 2 hay 3 tuần, hay trong một tháng. Đó là những gì họ đang tính toán đến. Họ cho rằng các doanh nghiệp, các đối tác sẽ đến với chúng ta rồi dừng lại. Từ chối hợp tác của chúng ta, hệ thống tài chính sẽ sụp đổ và hàng nghìn, hàng vạn người sẽ mất việc làm, sẽ xuống đường biểu tình, rồi chúng ta sẽ sụp đổ từ bên trong. Đó là những gì họ tính toán đến. Nhưng những điều này đã không xảy ra. Thực tế đối với tất cả chúng ta, nền tảng cơ bản cho sự ổn định của Nga cũng chắc hơn rất nhiều so với bất kỳ sự tưởng tượng nào của họ. Tổng thống Putin nhấn mạnh. Trước đó, ngày 21 tháng 2, trong thông điệp liên bang lần thứ 18 đọc trước Hai viện Quốc hội Nga, Tổng thống Vladimir Putin cũng khẳng định nền kinh tế quốc gia vẫn được vững trước các biện pháp trừng phạt của các nước phương Tây. Nhà lãnh đạo Nga đều rõ, các nước phương Tây đã áp dụng các biện pháp trừng phạt gây tổn hại cho người dân nước này, nhưng không đạt được mục đích đánh bại Nga trên mặt trận kinh tế. Ông Putin nói Nga chiến đấu vì tồn vong của quốc gia. Tổng thống Putin cho biết cuộc chiến ở Ukraine không phải vì mục đích địa chính trị mà nhằm bảo vệ sự tồn vong của nhà nước Nga. Phát biểu ngày 14 tháng 3 trước công nhân nhà máy hàng không ở Buryatia, cách Moscow khoảng 4.400 km về phía đông, Tổng thống Vladimir Putin cho rằng phương Tây đang muốn chia rẽ Nga, đe dọa sự tồn vong của nước này. Đây không phải là nhiệm vụ địa chính trị mà là vì sự tồn vong của nhà nước Nga, tạo điều kiện cho sự phát triển của đất nước và con cháu chúng ta trong tương lai. Ông Putin nói hôm nay, giải thích lý do tiến hành chiến dịch ở Ukraine. Tổng thống Putin cáo buộc phương Tây biến Ukraine thành công cụ cho cuộc chiến chống Nga, muốn Moscow chịu thất bại chiến lược. Trong khi đó, Mỹ và đồng minh nói rằng họ đang giúp Ukraine tự vệ trước cuộc chiến của Nga. Lãnh đạo Nga thừa nhận ông từng lo lắng cho nền kinh tế nước này khi phải hứng chịu làn sóng trừng phạt chưa từng có của phương Tây vào năm ngoái. Nhưng thêm rằng, thực tế chứng minh nền kinh tế đã mạnh hơn dự kiến. Kẻ thù cho rằng chúng tôi sẽ sụp đổ sau 2-3 tuần hoặc trong vòng 1 tháng, ông nói. Nhưng chủ quyền kinh tế của Nga sau đó đã tăng lên nhiều lần. Tổng thống Putin nói thêm, các đối thủ của Nga dự đoán những nhà máy của nước này sẽ ngừng hoạt động, hệ thống tài chính sụp đổ, tỷ lệ thất nghiệp tăng, người dân biểu tình và nước Nga chao đảo. Điều này đã không xảy ra. Nền tảng cơ bản cho sự ổn định của Nga vững chắc hơn nhiều so với suy tính của bất kỳ ai, ông cho hay. Xung đột giữa Nga và Ukraine chưa có dấu hiệu hạ nhiệt kể từ khi nổ ra vào cuối tháng 2 năm ngoái. Nga nhiều lần tuyên bố chiến sự chỉ dừng lại khi họ đạt được các mục tiêu đã đề ra. Trong khi Ukraine khẳng định xung đột chỉ chấm dứt khi họ giành được toàn bộ lãnh thổ, trong đó có 4 tỉnh và bán đảo Crimea mà Moscow đã tuyên bố sáp nhập. Máy bay chiến đấu của Nga va chạm với UAV của Mỹ trên Biển Đen. Quân đội Mỹ ngày 14 tháng 3 cho biết một chiếc máy bay chiến đấu của Nga đã va chạm với một máy bay không người lái của Mỹ. Các lực lượng Mỹ sau đó đã phải đình cho máy bay không người lái rơi xuống vùng biển quốc tế. Bộ Chỉ huy châu Âu của Mỹ cho biết hai chiếc máy bay chiến đấu Su-27 của Nga đã có hành động chạm một chiếc máy bay không người lái MQ-9 của Mỹ một cách không an toàn và thiếu chuyên nghiệp trên vùng biển quốc tế ở Biển Đen. Một trong hai chiếc máy bay của Nga đã va vào cánh quạt của chiếc máy bay không người lái của Mỹ và buộc các lực lượng Mỹ phải để thiết bị bay của mình rơi xuống vùng biển quốc tế.
Phía Mỹ cũng cáo buộc các máy bay Nga trước đó đã xả nhiên liệu và bay chết thiết bị bay của mình nhiều lần trước khi xảy ra va chạm. Bộ chỉ huy châu Âu của Mỹ đã gọi hành động của Nga là nguy hiểm và có thể dẫn tới tính toán sai lầm và leo thang ngoài ý muốn. Tướng James Hacker, chỉ huy trưởng các lực lượng không quân Mỹ ở châu Âu và châu Phi cho biết, thiết bị bay không người lái của Mỹ đang tiến hành các hoạt động thường nhật trong không phận quốc tế trước khi gặp sự cố với máy bay Nga. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Kirby cho biết, Tổng thống Joe Biden đã được báo cáo về sự việc. Theo ông John Kirby, giới chức ngoại giao Mỹ sẽ trao đổi trực tiếp với những người đồng cấp Nga để thể hiện sự quan ngại trước hành động không an toàn và thiếu trách nhiệm này. Ông John Kirby cũng nhấn mạnh rằng sự việc trên sẽ không cản được Mỹ tiếp tục các nhiệm vụ của mình trong khu vực thuộc không phận quốc tế trên Biển Đen. Đây là lần đầu tiên kể từ thời chiến tranh lạnh, Mỹ buộc phải hủy bỏ một máy bay không người lái sau va chạm với máy bay chiến đấu của Nga. Hiện chưa có phản ứng tức thời từ phía Nga. Nước này luôn bày tỏ quan ngại về các chuyến bay do thám của Mỹ gần với bán đảo Crimea.